Xin kính chào quý vị. Sau đây là phần bình luận với tựa đề Năm cũ sắp bước qua. Bài viết do Thái Hóa Lộc biên soạn và Quang Trường trình bày. Thưa quý vị, một năm nữa với nhiều biến động đang dần bước qua. Dù có khó khăn hay là còn những điều gian dở chưa thực hiện, thì đây là lúc mà mọi người nên nhìn nhận lại mọi chuyện theo chiều hướng tích cực để chuẩn bị cho một tinh thần phấn khởi, sẵn sàng để chào đón năm mới. Và cũng chính trong tinh thần này thì những ngày gần đây, Tổng thống Joe Biden và cựu Tổng thống Donald Trump đã trao cho nhau những lời khen ngợi hiếm hoi. Trong một bài diễn văn hôm 21 tháng 12 vừa qua về chiến lược của chính phủ để ứng phó với lại biến thể Omicron mới của COVID-19, thì Tổng thống Biden lưu ý rằng ông đã chích mũi bổ sung ngừa virus và sau đó tiếp tục ca ngợi cựu Tổng thống Trump bởi vì cũng đã chích mũi bổ sung. Tổng thống Biden đã tiếp tục đề cập đến cựu Tổng thống Trump lần thứ hai trong bài diễn văn khi ông ca ngợi nỗ lực của chính phủ tiền nhiệm trong việc phát triển vaccine sử dụng sự hỗ trợ của liên bang từ chiến dịch thần tốc của cựu Tổng thống Trump. Một quan hệ đối tác công tư nhằm xúc tiến việc chế tạo và chấp thuận và sản xuất vaccine để chống lại virus của Trung Cộng. Hay để tôi nói rõ, nhờ có chính phủ tiền nhiệm và cộng đồng khoa học, Hoa Kỳ là một trong những quốc gia đầu tiên có vaccine. Tổng thống Biden nói, nhờ chính phủ của tôi và sự làm việc chăm chỉ của người Mỹ, thì chúng ta đã đưa Hoa Kỳ trở thành một trong những nước dẫn đầu thế giới về chích ngừa. Vài giờ sau, thì cựu Tổng thống Trump nói với đài Fox News rằng ông rất cảm kích và ngạc nhiên khi mà Tổng thống Biden đã ghi nhận thành tựu của chính phủ cựu Tổng thống Trump. Thật khó để chỉ trích quá mức lúc này bởi vì ông ấy vừa mới cảm ơn chúng tôi về vaccine và cảm ơn tôi về những gì tôi đã làm. Ông Trump nói, quý vị biết đó là lần đầu tiên. Vì vậy tôi rất khó để chỉ trích quá mức bây giờ. Tôi nghĩ ông ấy đã làm điều gì đó rất tốt. Ông Trump nói thêm, quý vị biết đấy, cần phải có một quá trình hàn gắn ở đất nước này và điều đó sẽ giúp ích rất nhiều. Trong một cuộc họp báo vào ngày hôm sau, tham vụ báo chí của Tòa Bạch Cung, đó là bà Jen Psaki, đã mô tả những bình luận của Tổng thống Biden về cựu Tổng thống Trump rằng, tôi nghĩ rằng đó là một lời ghi nhận rằng cựu Tổng thống đã gửi một tín hiệu quan trọng cho nhiều người Mỹ về tầm quan trọng của việc chích mũi bổ sung. Tôi nghĩ đó là sự phản ánh niềm tin của Tổng thống rằng kẻ thù của người dân Hoa Kỳ là virus. Bà Psaki nói thêm, và đây không nên là một trận chiến chính trị. Cả hai vị Tổng thống đều lên tiếng ủng hộ vaccine, nhưng có quan điểm khác nhau về việc thực thi các lệnh bắt buộc chích ngừa. Nhưng trước mắt, với viễn ảnh cuộc bầu cử giữa kỳ, đã có một sự chuẩn bị ráo riết giữa đảng Dân Chủ và đảng Cộng Hòa. Ngay lúc này, sự đột biến rút lui của 23 dân biểu đảng Dân Chủ và mới nhất đó là dân biểu Dân Chủ New Jersey, Albio Sirius, thông báo là sẽ không ra tranh cử. Đối với lại một đảng có đa số phụ thuộc vào chỉ một số ít phiếu bầu, việc mất đi 23 người kỳ cựu tại Hạ viện là một thiệt hại lớn. Tuy nhiên, dự báo sẽ có nhiều tuyên bố như vậy được đưa ra hơn nữa khi mà các hạng chót để ghi danh cho cuộc bầu cử quốc hội giữa nhiệm kỳ năm 2022 đang tới gần. Trong số các thành viên của đảng Dân Chủ khác không tái tranh cử, có Chủ tịch Ban Ngân sách Hạ viện John Jarmuth của Kentucky, dân biểu May Dooley của Pennsylvania, dân biểu David Price của North Carolina, dân biểu Jerry Bottas của Illinois, dân biểu Fireman Vela của Texas, dân biểu Ann Kirkpatrick của Arizona, và đặc biệt là một nữ dân biểu gốc Việt, đó là dân biểu của tiểu bang Florida, Stephanie Murphy. Và không có gì ngạc nhiên khi mà xem xét các kết quả khảo sát mới nhất từ những cử tri có khả năng cao đi bỏ phiếu được nhà chiến lược, chiến dịch và thăm dò dư luận của đảng Dân Chủ nổi tiếng, đó là Doug Showen và đối tác đó là Carly Koppelman thực hiện, cho thấy đa số cử tri không tán thành hiệu quả công việc của Tổng thống Joe Biden và cho rằng đảng Dân Chủ ở Quốc hội phải chịu trách nhiệm về danh sách ngày càng nhiều các vấn đề nghiêm trọng của quốc gia. Cuộc khảo sát của ông Showen đặc biệt thuyết phục bởi vì mức độ chắc chắn của cử tri được phản ánh trong các câu trả lời. Và tất cả 72% cử tri cho biết là họ hoàn toàn chắc chắn sẽ bỏ phiếu vào tháng 11 của năm 2022 và 28% khác nói rằng họ rất có thể. Những con số như vậy cho thấy năm 2022 có thể sẽ chứng kiến một lượng cử tri đi bầu giữa kỳ kỷ lục nếu xu hướng hiện tại tiếp diễn.
Điều đó đặc biệt đáng lo ngại đối với lại các nhà lãnh đạo của đảng Dân Chủ, bởi vì hầu như không có một tin tốt nào cho họ từ kết quả của ông Sowen. 2/3 hoặc là 66% số người tham gia đồng ý khi mà được hỏi liệu có cho Tổng thống Joe Biden và các thành viên của đảng Dân Chủ trong Quốc hội thiếu quan tâm tới những người lao động của Hoa Kỳ. Họ đã đang tập trung vào việc thông qua nghị trình của riêng mình, tới mức là đã bỏ qua những mối quan tâm hàng ngày của người dân Hoa Kỳ, chẳng hạn như là giá hàng hóa và xăng dầu đang tăng cao. Tương tự, 65% đồng ý khi mà được hỏi liệu có đồng ý rằng tôi nghĩ mọi thứ ở đất nước này sẽ thay đổi theo chiều hướng tốt hơn với cuộc bầu cử của Tổng thống Joe Biden. Nhưng mọi thứ vẫn như vậy. Đất nước vẫn bị chia cắt. Đại dịch virus corona vẫn đang tiếp diễn và không thay đổi như lời tuyên bố mới nhất của Tổng thống Joe Biden. Và trên hết là lạm phát đang ở mức cao nhất trong vòng 30 năm và giá xăng dầu thì lại đang tăng vọt. 31% đa số đã không đồng ý. Hết vấn đề này đến vấn đề khác, những người được hỏi bày tỏ sự không đồng tình và không hài lòng với hướng đi của đất nước khi mà đảng Dân Chủ nắm quyền kiểm soát tòa Bạch Cung và cả Thượng viện lẫn Hạ viện. Khi được hỏi, nói chung, bạn muốn đảng Dân Chủ hay đảng Cộng Hòa kiểm soát Hạ viện Hoa Kỳ? 46% số người được hỏi cho biết họ thích sự kiểm soát của đảng Cộng Hòa hơn, trong khi 43% chọn sự kiểm soát của đảng Dân Chủ. Khi được hỏi lo ngại như thế nào với sự gia tăng tội phạm bạo lực, thì 58% cho biết họ rất lo ngại và 31% cho biết họ có phần lo ngại. Đa số những người được hỏi với 62% nói rằng họ phản đối việc xóa bỏ tài trợ chính phủ cho cảnh sát. Có lẽ điều đáng lo ngại hơn nữa đối với đảng Dân Chủ là 69% số người được hỏi đồng ý rằng Tổng thống Joe Biden và các thành viên của đảng Dân Chủ đều mềm mỏng đối với loại tội phạm. Và 67% số người được hỏi cho biết đất nước đã trở nên chia rẽ hơn kể từ khi Tổng thống Biden nhậm chức. Trong khi 52% nói rằng họ tin rằng ông Biden đã làm suy yếu nền kinh tế của Hoa Kỳ. Về tổng thể, chúng tôi nghe nói rằng họ nói quá nhiều về ông Trump mà không tập trung đủ vào các vấn đề về tài chính. Cựu thống đốc Virginia, đó là Terry McAuliffe, đã lên tiếng đưa ra các thông điệp chống Tổng thống Trump, khiến cho ông ta thua trong cuộc đua giành chức thống đốc của Virginia. Tờ báo Politico gần đây đưa tin, các yếu tố khác bao gồm bầu không khí đảng phái thù hận đang ảnh hưởng đến danh sách ngày càng tăng đối với lại các thành viên của đảng Dân Chủ quyết định rời Hạ viện. Thì ông Cyrus, người nhập cư Cuba, đang phục vụ nhiệm kỳ thứ 8 của mình, nói với lại Brokaw hôm 20 tháng 12 rằng ông sẽ rời đi vì toàn bộ bầu không khí ở tại Hoa Thịnh Đốn thật tồi tệ. Bạn phải thuộc cánh tả hoặc là từ phe cực hữu và tôi không nghĩ điều đó tốt cho đất nước của Hoa Kỳ. Đảng Dân Chủ kiểm soát Hạ viện trong Quốc hội lần thứ 117 với 221 ghế so với lại 213 ghế của đảng Cộng Hòa. Điều đó có nghĩa là chỉ cần có 5 thành viên đảng Dân Chủ bỏ phiếu với đảng Cộng Hòa để Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi thuộc đảng Dân Chủ của tiểu bang California thua cho các vấn đề quan trọng. Còn lại vài ngày cuối cùng của năm 2021 đang dần đi qua. Dù thế nào thì chúng ta cũng đã có một năm với nhiều cố gắng. Hãy trân trọng và biến những khoảng cách cuối năm trở thành một khoảng thời gian ý nghĩa và đáng nhớ trong cuộc sống. Kính chúc quý khán giả một năm mới nhiều sức khỏe và bình an. Thưa quý vị, vừa rồi là phần bình luận với tựa đề Năm cũ sắp bước qua, bài viết do Thái Hóa Lộc biên soạn và Quang Trường trình bày. Cảm ơn quý vị rất nhiều đã theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong phần bình luận lần tới. Xin kính chào.